Dạ, xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay em về Hậu Giang đến thăm nhà vườn Nguyễn Hữu, có địa chỉ đây Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Có số điện thoại luôn nha quý vị, vườn mai Nguyễn Hữu, để Zalo mai vàng chơi Tết năm 2023 nha. Rồi mời quý vị đến thăm nhà vườn nha. Thì đường vào á, là đường vào nhà là cái lò rất lớn nha quý vị, lò xi măng bề ngang 3 mét đây. Mình sẽ gặp chủ vườn nha. Đây vườn mai nè. Chuẩn bị giới thiệu ha. Mình tạm ngưng cái bước qua cái hàng rào này. Đợi chút nha. Rồi đây mình sẽ gặp chủ vườn nha. Rồi chào em tên gì? Dạ em tên Ngọc Quý ạ. Rồi. Xin kính chào kinh Bonsai Cần Thơ. Lần năm nay 2012 lần đầu tiên em 22. Lần đầu tiên em lên sóng, em giao lưu 20 cây mai giảo đứt, giảo hột. Mai từ 5 đến 12 cánh. Rồi, số điện thoại của em. Dạ, số điện thoại của em là 0977 432 281. Rồi. Vận chuyển sao em? Dạ, ở đây em vận chuyển bằng xe tải, em bao 200 km, còn trên 200 km thì mình thỏa thuận giá. Rồi. Ở đây em có bán sỉ và lẻ luôn, ai mua sỉ thì giao lưu ạ. Rồi, bây giờ hỏi sơ sơ tổng có nhiều cây? Dạ, nhà vườn em tới 800 gốc lận. Wow, dữ lắm quý vị. Dạ. Ơi. Ai mua sỉ thì em bán giá hữu nghị ạ. Rồi. Đủ loại không? Dạ. Lớn nhỏ có đủ hay dạ. Là lớn không? Đủ, lớn nhỏ thì có đủ hết ạ. 800 cây đó quý vị. Rồi ha. Rồi. Mình sẽ vào cây đầu tiên nha. Dạ. Đây em xin giao lưu cây số 1. Cái nào? Bên đây. Dạ, cây này. Rồi nghe đây. Cứ quay đi ha, cứ quay. Cây số 1 này nó có đế nghe cô chú anh chị. Mã số 1. Dạ, tán chi tạng đồ cũng đều. Một cốt tầng thông nha. Mai nhà em thì nút nụ ok nha. Dạ, coi nút nụ trước nha. Dạ. Ok là coi liền á. Đây, đâu. Đứng lên coi. Em hỗ trợ anh coi. Giờ nó còn lá quá gì phải dập cho em dạ. Thấy. Đâu. Đấy, để nguyên điểm này. Từ từ nghe coi nó phải coi. Phải coi chậm. Rồi. Dạ. Mai bên em nút nụ nó cũng đạt lắm. Từ 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 đừng có gấp. Những cái cây đầu tiên á em quay kỹ kỹ phần nụ quý vị thông cảm ha, quay hơi lâu một tí. Còn mấy cây sau em lướt qua phần nụ ha, tại nó cụm lô quá vậy. Dạ, lô mai này nụ nhiều lắm. Rồi thôi, bây giờ xem gốc nha. Từ từ coi mấy cây kia. Mã số 1, gốc đây. Em cứ quay ha. Coi cành là cái gì. Cứ quay ha. Cây số 1 của mình nó có đế nha. Dáng hơi nghiêng xíu. Để đây. Dạ. Này chi tàn đều lắm. Rồi, đòi giùm anh đi. Mã số 1. Dạ, mã số 1 này vành 25 ạ. Vành 25. Đo luôn. Chiều cao. Tán ngang. Tán ngang 1m2. Tán ngang 1m2. Chiều cao 1m8. Rồi, báo giá luôn em ơi. Mét 2, 2 mét. Chắc cỡ mét 7 đó quý vị. Mình ngó là cỡ mét 7. Rồi. Thọt vô giữa mới thấy. Thọt vô giữa đi. Đúng rồi. Thọt đại ở giữa. Rồi. Thụt lại chút. Thụt lại tắt đi. Là mét 9 rồi đó. 1m9. Tại em đứng ngoài em ép vô, xin lỗi nha cô chú anh chị. Cây đầu tiên hơi bị dốc. Rồi, báo giá luôn. Dạ, cây số 1 này em xin giao lưu là 1.500.000 ạ.
Và nhìn kỹ cái số coi. 2.500.000. 2.500.000 quý vị ơi. Lâu quá không có quay nha, quý vị thông cảm nha. Clip 2.500.000 á. Một năm mới quay rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cây số 2. Nhà vườn Ngọc Quý, à lộn, nhà vườn gì? Dạ. Nguyễn Hữu mà em Ngọc Quý giới thiệu đúng không? Dạ. Dạ, rồi em xin giao lưu cây số 2 ạ. À. Có gì nhắc tường em chủ ơi. Ừ. Quên. Em qua đây cho dễ nha này. Đúng rồi đó, ở bên trái ha, em ở bên trái. Đúng rồi. Cây này vậy cũng chi tàn đều nha cô chú anh chị. Nút nụ thì cũng ok. Nhiều. Rồi xem nút nụ nè. Dạ. Để nguyên. Bây giờ xem ha. Dạ. Nút nụ này là mai này là nở ngày Tết luôn cô chú anh chị. Tiếp tục qua đây. Cây rất là xôm nha, lá. Lá rất là xôm luôn, cứng khừ luôn. Đây nè. Rồi, xuống cỡ dưới nha, góc này. Cái này chi tàn cũng đều, tay đồ cũng đều lắm. Cái quầy. Bữa nay em chờ thương quý vị. Đang là 12 giờ trưa mà ông bớt nắng, đỡ quá trời đỡ luôn. Bớt nắng ấy, quay đẹp. Mai của em là mai dảo Thú Đức thằng chậu được 1 năm mà nghe cô chú anh chị. Thằng chậu 1 năm nha. Dạ. Rồi, đo cho mình luôn. Dạ, hoành là 25 ạ. 25. Cá ngang 1m8 ạ. Chiều cao 2m mà hơn 2m, em chiều hao 2m luôn. Chiều hao cái đọt. Rồi, quay vòng báo giá luôn. Dạ, cây số 2 này em xin giao lưu là 2.500.000 ạ. 2.500.000. Em bao phí ship vận chuyển 200km nha cô chú anh chị. Em giao bằng xe tải. Rồi, đọc số điện thoại lên giùm anh ạ. Dạ, số điện thoại của em là 0977432281 ạ. Rồi, rồi. À, mình sẽ qua cây tiếp theo quý vị. Đợi em tí nha. Rồi, bây giờ là cây tiếp theo. Dạ. Mã số 3. Xin giao lưu cây số 3. Rồi, quay vòng em ơi. Rồi, coi góc nha. Cứ quay nghe. Cây số 3 này nó có cái đuôi giống như là đâu, đây đó. Dạ. Cái rễ nó ra như là cái đuôi của hình cái đuôi của hình thú ha. Hình con thú vậy đó. Cốt cành nha. Rồi, đây mình qua thân đi. Mã số 3. Dạ, bình thân 28 ạ. 28. Tán ngang 1m4. Tán ngang 1m4. Cao 2m. Rồi, xem dòng báo giá luôn. Dạ, cây số 3 này em cũng giao lưu là 2.500.000 luôn. 2.500.000. Mã số 3. Bao ship 200 cây số ngồi gì? Bằng xe tải. Rồi, mời cây tiếp theo. Dạ. Rồi, bây giờ là cây tiếp theo. Số 4 luôn ạ. Mã số 4. À, em có nâng sáng lên quý vị để cho quý vị xem cái cành đó. Thì nó hơi chá chá cái bầu trời một tí ha. Chú ý xem cây ha. Bỏ qua bầu trời gì nữa. Tại vườn em nó hơi chặt nên chỗ quay nó hơi hẹp chút nha cô chú anh chị. Có gì cô chú anh chị thông cảm nha. Rồi, giờ xem góc nha.
Cái này tàn thông luôn. Dạ. Má dĩ. Rồi cứ quay đi. Mai của em nhà vườn này là mai cây giảo Thủ Đức. Nên bông nó từ 5 đến 12 cánh mà. Bông đẹp. À, cứ quay, xem cốt nha. Cái gì xem cốt cho em nha. À, qua đây đo nè. Hoành thân luôn. Hoành thân 27 ạ. 27. Mà số 4 nha. Trong lúc cô chủ đo chiều cao. Tán ngang 1,5 m. Mình xem nụ nha. Tán ngang 1,5 m cái gì? Dạ. Chiều cao 2 m. Quá đã luôn. Nhìn nó chỉ ra nụ. Một cây tàn thông mã số 4 ha. Dạ, cây số 4 này em xin lưu 2.500.000 luôn ạ. 2.500.000. Rồi. Rồi, mời cây tiếp theo. Rồi, bây giờ là cây tiếp theo. Mã số 5. Dạ, em xin lưu cây số 5. Này số mấy anh? Mã số 5. Anh ơi. À, có cây xào. Quý vị thông cảm ha. À, quay trở lại, quay ngược lại nó đỡ dướng cây xào, đúng rồi. Hợp lý luôn. Rồi bây giờ mình xem góc nha. Mã số 5. Lô mai của em là một cốt tầng thông thẳng đứng không nghe cô chú anh chị. Cứ quay đi ha. Cái gì xem cốt giùm em nha. Cốt cành luôn. Em thì em gọi tầng thông, còn người ta thì gọi tầng trực nữa. Dán trực phải không? Dạ, dán trực. Rồi, đo cho mấy luôn. Quanh thân luôn. Quanh thân 22. 22. Nụ nụ cái gì? Cái này nụ to lắm nha. Dạ, nút nụ nhiều á. Tán ngang 1,5 m. Tán ngang 1,5 m nha. Chiều cao 2 m. Rồi quay nhẹ coi. Để nguyên nè. À, quay kia. Chậm thôi. Cái gì nhìn thấy nụ nha. À, quay chậm cho quý vị xem luôn. Chào. Mai của em thì bao bông bao nụ nha cô chú anh chị. Chậm thôi. Nhanh quá. Cái gì thấy ha. Khỏi cần dạch luôn. Nữa đi. Chậm thôi. Đúng rồi. Vậy mới thấy đó. Cây này yêu lắm nha. Nụ rất đã luôn. Ở trên đọt luôn nè. Cho quý vị xem nha. Dạ. Lô mai này nụ đẹp. Nụ đều mà bông đẹp nữa. Bông này vàng nghệ luôn. Thầy cứ quay đi. Cứ quay đi. Báo giá luôn. Dạ. Cây số 5 này em xin giao lưu là 1.800.000 ạ. 1.800.000. Rồi. Mời cây tiếp theo luôn. Rồi, bây giờ là cây tiếp theo. Dạ, em xin giao lưu cây số 6 ạ. Mã số 6. À, do trời mưa hổng ngày nên nước nó hơi ngập nghe cô chú anh chị thông cảm cho anh thợ quay. Trời, quý vị thông cảm giùm em ấy chứ. Em đi đứng không có tốt, cái máy quay nó không được im. Rồi. Chưa nghe. Rồi cứ quay đi ha. Tạm nghiệp bà chủ kìa đó. Ê, cô chủ cho lòng. Rồi. Nó chết luôn. Rồi giờ xem cốt cành cho em nha. Cái mai này bông chùm. Cốt nha. Dạ bông chùm. Rồi đo giùm anh Hoành Thân đi. Dạ, Bình Thăng 24 ạ. 24. Rồi, đo chiều cao đi. Quý vị biết em cảm nhận gì không? Đó là những cái mai này rất là khỏe luôn, lá rất là dày. Dày cứng á. Cầm lá là nó cứng ngắt luôn. Tán ngang 1,5 m.
đang sung dữ lắm luôn, có lá sung á, nụ như cái này này đó. Cái lá nó dày dữ lắm, chiều cao là 2 mét, độ dày của lá, độ dày á, rất là dày luôn. Rồi quay báo giá luôn. Dạ, cây số 6 này em giao luôn 2 triệu ạ. 2 triệu mã số 6 nha. Dạ. Rồi, anh mời cây tiếp theo. Dạ. Rồi, bây giờ là cây tiếp theo, cây số 7. Dạ. Đây cách quốc lộ 1 khoảng nhiêu em? Mấy cây? 10 cây. 10 cây ha. Dạ. Đây quốc lộ 1 chứ 10 cây. À, cây này nó hơi nhỏ nhưng mà tàn nó rất là đều luôn cô chú anh chị. Tàn nó đều, lá nó đẹp. Cái này mình nhà mình vừa vừa là mình trưng là đẹp luôn. Nhỏ nhỏ, chân cây nhỏ ha. Dạ. Rồi, đo giùm anh luôn. Hoàng Thanh, mã số 7 nha. Mã số 7, hoành 17 ạ. Hoành 17. Em nói vui thôi nghe quý vị. Quý vị nhà nhỏ mà muốn chân cây bự thì cứ alo cho cô chủ nha. Chứ không nhất thiết là nhà nhỏ chứ cây nhỏ ha. Tán ngang 1m3 ạ. Tán ngang 1m3. Chiều cao 2m nữa, mà hơn 2m, em lấy 2m chẳng thôi. Rồi, quay vòng báo giá luôn em ạ. Mã số 7 báo giá luôn. Dạ, cây số 7 này em xin giao lưu 1 triệu 500 ngàn ạ. 1 triệu 500. Rồi, đọc anh số điện thoại luôn ạ. Dạ, số điện thoại giao lưu của em là 0977 432 281 ạ. Em tên là Ngọc Quý ạ. Rồi. Nhà vườn Mai Nguyễn Hữu. Vườn Mai Nguyễn Hữu. Dạ. Liên hệ em Ngọc Quý. Rồi, mời cây tiếp theo luôn. Rồi, bây giờ là cây tiếp theo, cây số 8. Dạ. Mấy cây này rất là khỏe quý vị ơi, nhìn là dạ, thấy mai đã. Em khỏe lắm ạ. Khỏe, khỏe cây lắm. Bao khỏe. Mà em bán cho cô chú anh chị về em bao bông luôn. Không có bông em lấy lại, em giao cây mới. Bao bông luôn. Rồi, giờ thì xem bao góc bông, này. Bao nụ. Xem góc này. Qua đây nè, qua đây hả đâu? Qua đi, qua bên trái nè. Vì xem cốt cành luôn nha. Rồi, đo giùm anh luôn. Mã số 8. Hoành 23. Hoành 23. Tán ngang 1m5. Tán ngang 1m5 nha. Chiều cao 1m8. Cái quan trọng là cái nụ đều hiểu gì? Nụ đều. Nụ đều cây khỏe. Nụ dữ lắm nụ. Quý vị nào mua đi bán lại thì có giá sỉ cho quý vị luôn nha. Dạ, liên hệ giá em sỉ giá luôn. Sỉ em để sỉ giá hữu nghị ạ. Vườn 800 cây mà, nhiều lắm quý vị. Rồi, báo giá cho mình luôn. Dạ, cây số 8 này em xin giao lưu 1 triệu 500 ngàn ạ. 1 triệu 500 luôn. Wow. Rất là êm, cái này mà mua giá sỉ còn hạ nữa quý vị. Dạ đúng rồi, mua giá sỉ em để giá hữu nghị. Em bán giá mềm luôn. Giá mềm đó. Cô chú anh chị ơi. Rồi, tiếp theo luôn. Cây tiếp theo. Đây, hôm nay trời dạ. Quá ngon. Rồi, em xin giao lưu cây số 9 ạ. Trời không có hạ. Cây số 9 này quá trời đẹp cô chú anh chị ơi. Bông nút nụ quá đều luôn. Dữ lắm hả? Rồi vậy mình coi nụ trước nha, nghe nó dữ lắm hả? Đâu cài. Ôi là trời. Thôi ngưng. Trời ơi quý vị coi nè. Như là một tổ ong ruồi nó đậu trên cây mai của nhà vô, vườn Nguyễn Hữu. Vô tới sao nè. Vô tới trong luôn, đó. Cái nhánh dài chắc cả 7-8 tấc gì đó mà nó đều ở trên đây quý vị coi phía trên đó nè. Mỗi lá là mỗi nụ. Coi nụ cho đã nha. Coi nè.
Ôi giàng ơi, bên đây nữa nè, coi nè. Một nụ gì là khoảng nhưng mà nhánh dưới nè, 5-6 bông á. Một nụ này ha. Dạ, một nụ khoảng 5-6 bông. Quá trời luôn, đạt, nó đạt lắm quý vị ơi. Mà một bông là nó chùm chùm thường hả? Thường là nó 7-8 cánh. Nè, ra tới cuối cái chót á. Chùm nè. Còn ở trong này thôi rất là đều luôn nè. Dạ. Cây này wow. Vừa nụ nhiều mà tàn đều mà lại tay nó chi tàn nó đều nữa. Rất đạt, rất đạt. Rồi thôi, con hồi hết giờ luôn á. Cái gì thông cảm nha, gặp nụ mê quá. Rồi, coi gốc nha. Rồi đo luôn đi. Rồi đọc số luôn đi, ngược. Dạ, cây này em giao, ủa cây này hoành 22 ạ. 22, rồi. Khoan nha, cái gì coi cốt nha. Rồi, quay thêm đi. Cốt đẹp. Cốt một một cốt thẳng đứng lên tới trên đọt luôn. Rồi, đo tán ngang với chiều cao cho mình. Lo coi nụ không đó. Khoan khoan, cho anh qua đây. Qua đây nghe, qua đây, qua đây. Qua đây. Tán ngang 1m6 ạ. Tán ngang 1m6 nha. Nó bị kẹt, không quay kiểu này đi. Rồi. Chiều cao nè. Chiều cao 2m. Chiều cao 2m luôn. Rồi, vừa quay vừa báo giá luôn. Dạ, cây số 9 này anh xin vô lưu giá hữu nghị là 2 triệu ạ. 2 triệu quý vị ơi. Wow, cây rất là đáng giá nha. Rất là nhiều nụ luôn mà nụ nó dãy xương cá luôn. Rồi, mai cây tiếp theo luôn. Xin vô lưu cây số 10 ạ. Bây giờ là cây số 10. Rồi, xem góc nha. Cây số 10 này nó có đế 4 chân luôn nha chú anh chị. Dáng hình thú luôn nha. Có cái đuôi nữa nè. Đuôi hình thú. Rồi, đo hoành thân giùm anh luôn đi. Rồi. Rồi, đọc giùm anh luôn đi. Hoành thân 24 ạ. 24. Rồi, quý vị xem cốt ha. Chưa. Đợi chút nha, đợi chút. Cốt nè. Thẳng băng. Rồi đo đi. Chiều cao đi. Đây, nụ nè quý vị. Tán ngang 1m8. Tán ngang 1m8 nha. Chiều cao 2m1. Rồi, quay báo giá cho mình luôn. Dạ, cây số 10 này em xin vô luôn 1 triệu 900 ngàn ạ. 1 triệu 900. Rồi, mời cây tiếp theo. Rồi. Rồi, cây số 11. Quay về mình luôn. Nhánh chỉa như cành đào cái gì ơi. Thẳng băng ha. Xung quanh luôn. Cây nhỏ xem góc nó nha. Dễ thương. Góc đây. Mai của em là giảo ghim, giảo Phú Đức không nghe cô chú anh chị. Cốt nha. Rồi, đo hoành thân giùm anh luôn. Mã số 11. Bình thân 20 ạ. 20. Tán ngang 1m5. Chiều cao 2m. Rồi, quay vòng báo giá luôn. Dạ, cây số 11 này em xin giao luôn là 1 triệu 700 ngàn ạ. 1 triệu 700, mã số 11. Rồi, mời cây tiếp theo. Bây giờ là cây số 12. Tàn dày ha. Dạ, tàn dày đặc luôn, lá chi chích dày đặc luôn. Xem nụ cái nha.
Rồi giữ nguyên, giữ nguyên, đừng quay nữa. Đây quý vị, cây khỏe nụ nhiều ha, lá rất dày luôn, rất khỏe. Ở trong nó hơi bịch đó, nên khó xem cốt. Quý vị gắng xem ha. Rồi, dòng nó đi cơ, dòng đi. Rồi, đo góc giùm anh đi. Đọc luôn đi. Dạ, hoành 20 ạ. Hoành 20. Trên thủ xem đủ nữa. Tán ngang 1m6 ạ. Tán ngang 1m6. Trên cao 2m. Rồi nụ đạt nha. Rồi quay báo giá luôn. Dạ. Cây số 12 này anh xin dư lưu 1.800.000 ạ. 1.800.000. Rồi anh mời cây tiếp theo. Bây giờ là cây tiếp theo mã số dạ. 13. Cây số 13. Xem gốc nha. Cốt cành luôn. Cái quay ha. Rồi, đo nhận bánh luôn. Hoành thân. Dạ, hoành thân 22 ạ. 22. Cho quý vị xem nụ nè. Nụ này nó nhỏ hơn mấy cây kia nhưng mà cây nào cũng nụ nhiều hết trơn cô chú anh chị. Đều, nhiều. Tán ngang 1m5. 1m5 tán ngang. Cao 2m luôn. Rồi, quay vòng báo giá luôn. Dạ, cây số 13 này em xin giao lưu là 1.800.000 ạ. 1.800.000. Rồi, mời cây tiếp theo. Giao lưu cây số 14 ạ. Cây số 14. Em bị kẹt rồi, không thể lùi hơn được nữa quý vị. Gắn xem giùm em ha. Cành nó chỉ ra song song á, nhìn thấy đã ha. Đều song song hết. Rồi, xem góc nha. Mã số 14. Cái quay ha. Lô mai này cây nào chi gì tàn cũng đều hết trơn cô chú anh chị. Chi tàn nút nụ là đều. Nói gì bông là em bao bông cho cô chú anh chị nha. Rồi, đo giùm anh luôn. Mã số 14. Hoành 23. 23. Tán ngang 1m7. Chiều cao 1m8. Dạ, cây số 14 này em xin giao lưu là 2 triệu ạ. Mã số 14, 2 triệu đồng. Đọc số điện thoại giùm anh ạ. Dạ, số điện thoại của em là 0977432281 ạ. Em tên là Ngọc Quý ạ, nhà vườn Mai Nguyễn Hữu ạ. À, cho cái địa chỉ luôn. Dạ, em ở đây là ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang ạ. Rồi, tỉnh Hậu Giang nha quý vị, tính từ Hậu Giang nha, thị trấn dạ. Ngã Sáu, huyện Châu Thành. Bao ship 200 cây số nha. Dạ. Bằng xe tải luôn. Rồi, mời cây tiếp theo. Đây, mã số 15. Em xin giao lưu cây số 15 ạ.
mấy cái nhánh đó quý vị, nó song 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 á, nhìn đã lắm. Nó chỉa song 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 song. Rồi, xem đế đây. Rồi, đo giùm anh luôn. Ừ, ngồi bên dạ. Trái gì thôi mới dễ thấy. Hoành 23 ạ. 23, dạ. Khoan nha, cho anh quay cái. Hoành xem cốt. Cái gì xem cốt nha. Thẳng băng. Trời ơi, đó đi. Tán ngang 1m8 ạ. Tán ngang 1m8 nha. Chiều cao 1m9 ạ. Rồi, xem dòng báo giá luôn. Dạ, cái số 15 này em xin giao lưu là 2 triệu ạ. 2 triệu. Tàn rất tròn nha. Rồi, mời cây tiếp theo. Đây, cây tiếp theo, mã số 16. Dạ, mã số 16 ạ. Em nâng sáng lên cho quý vị thấy cái cành ở trong á ha. Lá bỏ qua ha. Chủ yếu là cành ngon với nụ ngon thì mà. Lá này cũng không quan trọng mấy tại vì Tết mình cũng lặt hết rồi. Đúng quan rồi. Trọng là cành với cành, nụ thôi. Cành đẹp ha. Dạ, với gốc đồ khỏe, rễ nhiều, một cốt. Rồi. Rồi thì mình luôn, mã số 16 Hoành Thân nha. Hoành Thân 23. 23. Tán ngang 1m8. Tán ngang 1m8. Cao 2m2. Tết có bán chợ không em? Dạ có anh. Chợ nào? Dạ em bán ở trên Cần Thơ á. Cần Thơ ha. Dạ. Dạ cây số 16 này em xin giao lưu là 2.200.000 ạ. 2.200.000. Dạ. Mã số 16. Rồi mời cây tiếp theo. Rồi mã số 17. Cây này tàn lùng lực cô chú anh chị. Tàn đều đẹp lắm cô chú anh chị. Nhắm song song ha. Mai em là giảo ghim, giảo thú đức chứ không ghép cô chú anh chị. À, quay chậm nghe, cho anh coi nụ. Chậm thôi nghe, à chậm thì chậm. Khỏi dạch luôn. Nghe là cây này nó nụ còn nhỏ đó quý vị, nhưng mà dạ, cái đều á, quý vị xem cái độ đều nó ha. Đó, độ đều á. Tới Tết là ngon lành. Dạ, cái này là mấy cây bự thì nó nở 26, 27, 28, còn mấy cây này là ngay 28, 29. Rồi. Xem gốc luôn. Cốt luôn. Này một cốt lùng lực nha. Rồi, đo giùm anh luôn, Hoành Thân. Hoành Thân 26 ạ. Dạ. Tán ngang 1m5. Cao 2m. Rồi, quay rồi báo giá cho mình. Dạ, cây số 17 này em xin giao lưu 1.900.000 ạ. 1.900.000. Mã số 17. Rồi, mời cây tiếp theo. Mã số 18. Nhánh nó chỉa ra đã, rất là đã luôn. Nãy giờ phê hoài quý vị, khen hoài. Nụ dữ lắm nha, hồi cho quý vị xem. Bây giờ xem góc trước nha. Cốt cành luôn nha, quay đi.
Một cốp thẳng băng nha. Rồi, đo giùm anh luôn. Mã số 18. Mã số 18, hoành 22 ạ. Hoành 22. Giờ xem nụ nè quý vị. Nụ dữ lắm. Coi nè. Tán ngang 1,5 m. Cao 1,9 m. Nhìn nào nhìn thấy thôi. Quá im. Mét 8. Chiều cao phải không? Dạ. Chiều cao mét 8. Tại vì đứng trên nắng ở dưới nhìn lên nó cũng hơi chán. Dạ, cây số 18 nên em xin giao lưu là 1.900.000 ạ. 1.900.000. Rồi, mời cây tiếp theo. Rồi, mã số 19. Dạ, mã số 19. Cây này cũng rùng lực, chi tàn dày đặc, cô chú anh chị. Lá dày đặc, chi tàn dày đặc luôn. Nụ cũng vậy luôn nha, cô chú anh chị. Rồi, xem góc nha. Mã số 19. Cốt cành luôn nha. Cốt cành thì bao phê, tàn thì bao đẹp, nụ thì bao bông. Và bao nhiều quá ha. Dạ, bao ship 200 km luôn. Wow, 4 bao. Rồi, đo giùm anh luôn. Thông số hoành thân. Dạ, hoành thân 22 ạ. Hoành thân 22. Bao bông. Tán ngang 1,6 m. Trên đọt nè quý vị. Cao 1,7 m. Trên đọt nó như thế này đi. Đã. Rồi quay luôn. Báo giá luôn. Dạ. Cây số 19 này em xin giao lưu là 2 triệu ạ. 2 triệu quý vị ơi, mã số 19. Bao ship 200 cây số luôn. Rồi, cây tiếp theo. Em xin giao lưu cây số 20 ạ. Mã số 20. Cũng là cây của cuối clip nha cô chú anh chị. Mã số 20 cũng là cây cuối clip. Cao nha, đó, cao nè quý vị. Đấy. Rồi, xem góc nha, mã số 20. Em ngồi bên đây nè, ngồi bên trái nè quý. Ngồi bên trái á. Bên trái anh nè, qua đây nè. Rồi quay đi. Xem bên chốt. Rồi bên trái đo anh mới thấy cái số. Rồi quý vị xem cốt cành nha. Rồi đó luôn. Mã số 20 hoành thân luôn. Hoành thân 18 ạ. À, dễ nhìn không. Rồi. Quý vị coi cái nụ này nha. Tán ngang 1,3 m. Tán ngang 1,3 m. Quý vị xem nè. Rồi cái nến nó dài quý vị. Cao 2,1 m. Nụ đã. Từ từ nghe, khoan nó quay. Đang xem nụ. Này nụ nó không bằng mấy cây kia nhưng mà nụ rất là nhiều. Trên đầu. Rồi, quay vòng luôn, báo giá luôn. Dạ, em xin giao lưu cây số 20 này là 1.900.000 ạ. 1.900.000, mã số 20. À, ông chủ xuất hiện lên clip không? Hai chồng đứng kế rồi. Ăn chủ nè. Rồi, chào khán giả đi. Dạ, em xin chào cô chú anh chị ạ. Rồi, nói câu gì coi. Số điện thoại của em nè. Dạ, số điện thoại của em là 0977432281 ạ. Dạ, em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em các clip vừa qua. Rồi. Dạ. À, em vận chuyển sao nè? Nói. Dạ, em vận chuyển bằng xe tải, em bao 200 km ạ.
Rồi. Rồi nếu mà cô chú anh chị nào mà có mua số lượng nhiều thì mình giá thỏa thuận. Rồi. Nhà vườn có mấy trăm cây? Dạ, em có 800 gốc mai thần chậu ạ. Rồi, 800 gốc. Dạ. Rồi, cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi giới thiệu mai tại nhà vườn Nguyễn Hữu nha. Nè, em quay sơ sơ nha. Cái này là một cái nhánh của vườn thôi quý vị. Dạ. Mấy còn vườn bên, là... còn bên kia nữa. mấy vườn là quý vị. Hoặc là mai khỏe không nha. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại video lần sau. Xin kính chào tạm biệt.